sự kiện Việt Nam trần năng thị lịch 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 kể thì chỉ mình thiên trường tức mạc địa danh sơn hà dục tú trung linh linh khác Hoàng lần thánh chúa tiên trung
sơ nghiên lệ chén nệ quỳnh dâng tiễn nệ bạn tiên vào chuộc chén nệ quỳnh tiền chúc thánh ông nghe vạn vạn tuệ thanh cường đức ông nghe người gian thế cho muôn dân đều được an cát khánh nghĩ Trần Thái Tông nhà sáu ai xin y vu linh từ đền Trần sư thượng phụ Phật tiên cúng giàng đông thiên kiến lễ phát hành biểu quan phát tấu thỉnh Phật tuyên kinh cung minh tứ phủ bái hiến thiên quan tiến cống sơn trang khao thỉnh ôn bộ chắc giáng dương đồng bá dí cô hồn tiến voi chu thượng mã thuyền đồng bát nhã bát bộ sơn trang thập nhị tiên đàng cầu tài cầu lộc tông ách trừ tai cầu bản mệnh bình an duyên sinh trường thọ lộc tài quảng phát gia đạo hưng long thương mại hanh thông công thành danh hiển sự tiên thần đệ tử mộc ân thanh đồng hoàng đức thiếu tự trần bản mệnh sinh giác ớt liên hành canh nhị thập hất tuế hiệp đồng can chi tiến cúng khất cầu bản mệnh bình an thần cùng đã các thánh lộc tài vượng tiến mãi mãi hành thông tức nhật bái can ngôn niệm thần đẳng sinh cư trung giới mệnh thuộc thượng cúng hà càn khôn phúc tài chi hàng ân cảm phật thánh cuông phủ chi đức cùng tiên lễ cờ an giải nhất thiết chi tai ương nhạ thả xa như các thánh do thị kim nguyệt các nhật tu thiết kim ngân hương hoa lễ vật tịnh cúng phù trần cụ hữu sơ văn phiền thần thượng tấu cung duy Nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chư đại bồ tát kim liên tọa hạ Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát hồng liên tọa hạ Trần triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương thượng thượng đẳng thần tối linh ngọc bệ hạ tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thanh đế ngọc bệ hạ thiên địa thủy thiên tam tòa vương mẫu ngũ vị hoàng thái tử vương quan chư ban công sai công chúa cai đồng quản mật cung quyết hạ tả văn quan võ tướng nhất thiết biệt vị bộ hạ linh quan ngũ hổ vị tiền cung vọng thánh từ đồng lý siêu giám phục nguyện phật thánh chứng minh thần tiên bảo hộ thân cung khang thái gia lợi bình an tam tai bát nạn sự vô sầm hạn trước tiêu trừ hạn sau không có đã thần hạ tình vô luận kích thiết bình danh chi trí cản sớ thiên vận cánh trí liên thập nguyệt trung tuần nhị thập ngũ nhật thần đệ tử cấu đầu hòa lam tuyên trạng là bút chua về diện nhang là bút chua về cảm phiền chư tướng đau lại hộ chỉ tạm say bình mộng bình từ nâng cánh sớ hồng người trần gian nâng cánh sớ hồng mầm để trước công đồng vật văn thành chức bình đức đức ông kêu kính khấn của pháp sư nhá. Thế mà ban thưởng cho đồng đền thủ nhang nhá, tuổi cả linh cao, sáng thay hoa chiều lọc nước, phụng hành cửa đình thần tam tứ phủ cha con anh em ta nhá. Mà ta tăng giác tăng thọ nhá, ban tài tiết lộc cho đồng đền nhá. Mà ban khen ban thưởng cho pháp quan pháp sư nhá. Tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dân kế cận đôi hàng bắt ra trong họ nhá. Thế mà ngày hôm nay
ta về ta ban khen ban thưởng cho đồng thầy họ Hoàng nhỉ, ghế họ Hoàng nhỉ, để từ nay trở đi từ giờ về sau nhỉ, được đông con nhang bát ngàn đệ tử, được mang danh cho điện, mang tiếng cho đồng nhá, để chắc tay ấn vững tay quyết để trừ tà sát quỷ dẹp âm dương nhá. Thế mà bên khen ban thưởng cho họ Hoàng nhỉ, họ Trần nhỉ, họ Nguyễn nhỉ, ngày hôm nay có đảnh mã tính lên cha con anh em ta nhá, mà cha con anh em ta về đây từ nay trở đi từ giờ về sau già mạnh khỏe trẻ được bình an các uống các tiểu thi cử đỗ đạt thành danh công danh thành đạt lộc tài vượng tiến nhá, mà có anh em ta về đây cắt dây âm phủ vũ tội trần gian nhá, mà hậu tấu thiên đình thoải phủ vương phụ vương mẫu cho con em ta về đây để điều binh khiển tướng để coi trong giữ ngoài đành lễ được viên mãn nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giận dữ dâng lên. Bức ông tông đôi chua về rõ ràng về cho đi chủ bình an. Tin chủ bình an về cho tin chủ bình an lộc lộc tài phú quý an khang đời đời về cho sức mạnh khang thường. Sức khỏe ông về ông chứng minh độ cho đệ tử bình an. Đệ tử bình an ông độ cho vì đệ tử bình an cầu sao được vậy an khang thọ trường về cho dũng mãnh đôi đường. Ngày hôm nay ông về đây chứng đảnh chứng lễ nhá,
chứng tâm cho bách gia trong họ nhá, đảnh sơ lễ mỏng nhá, tính lên cha con cửa trình triều ta nhá, thêm mà bích oai đình thần bích phép bốn phủ nhá, bích sợ cửa đình thần cha con ta nhá, ta về đây ta kêu cầu tấu đối dẫn trình cho các đệ tử nhá, để từ nay trở đi từ giờ về sau nhá, được tháo cầm cởi trói yên căn in số in sổ thiên tào nhá, thêm mà bách gia trong họ nhà nào phúc đấy hồi ra an nghiệp. Có bầy khúc trực để trời xanh bằng bạc san soi, mỗi năm tình nghệ cùng ai đành rằng đem xuống tiền đài cho ta. Mong nhất xạ thuyền mang xa bề, ông thủy thần thiết kế cúc ngày trên bãi bề một cây, chỉ cây cần vãi rằng này có thật. Chợt một đám hồng vân quật lại, bàn tinh linh xuất thế ngoại trần, cánh vui ngày lại xa hoàn, trời riêng một cõi người bàn tam. Ngoài cửa bể khắp dầu vệ trèo quê mênh mông, vì không tú dục anh chung thì đâu chấn được con sông đi ngoài này. Thành ra hoa hải đường nghi thần thông của đệ nhất ni tức mạc đường nghi là đấng nghi chấm oanh nghi. Ngọc điệp dành dành vô nhất kim chi, Ngọc điệp đi dành dành Thái sư nhất bẩm ma quyền hành ai đang thành ra. Tên gọi đại hoàng quân vô đệ nhị, tên gọi đại hoàng anh linh chắc giáng ngự bản đền đây. Dòng mây trên non đảo đùng 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 gió quấn đi đỉnh 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 nghi dược ở sơn quan nghi dòng dòng mây lông lông lâu đài cam vị chính chính cung nào tiên đua nở non bông khai hoa. Rất tiên thấy đôi dòng ấp ở bên cạnh cạnh
nương võ lương ban bao đàn lệnh truyền căn võ đôi thiên linh văn mã hà kéo sang lệnh truyền tiên đội vạn cư chiều ta nhá, được bộ nhà Trần nhá, rất tự thích yêu nhá, là gì là phải cô nhá.
về đây chứng thành chứng lễ nhá. Và ban khen ban thưởng cho bách gia trong họ nhà nào phúc ấy sở cầu những ý sở của tòng tâm nhá. Son nề nay đã đến ngày rằm xương Đức Thái Hậu đặt tên Mỹ nữ nhất quyền hành để nhị tối linh nga triều đình có giặc phạm nhan vương côi dẹp giặc cho an ý ngược nhà lúc bấy giờ sung hưng nghỉ đấu tập quyết một lòng phó chúa yên dân đi năm dặm phút ngọc còn yên đồng đào hè nở đôi tiên ní xuất hình khẩn cầu cho bỏ công sinh nghi bay